Sao rồi? Có tóm được bọn nó không? Ô, chúng mày bị câm à? Nói. Dạ thưa anh, thằng này nó dùng lăng ba vi bộ, nhanh lắm á. Đúng ạ. Bọn em không tài nào đuổi kịp. Chúng mày đúng là lũ vô dụng. Mà sao có mất ba thằng thế này? Nhì đệ tao đâu? Sao nó lại như thế này? Niệm luôn rồi. Ngã đi em ơi, tỉnh ngã đi em ơi, có anh ở đây rồi. Thằng nào đánh nó? Dạ thưa anh, chuyện là như thế này ạ. Mày với thằng này, sao kia? Mày, đi theo tao. Ôi trời ơi. Được của nó đấy. Như nhiên nó đâu ra thế này? Thế này béo ông rồi. Em ơi, cho anh hỏi, đường này là đường gì em? Ôi trời ơi. Đấy, chuyện là như thế đấy đại ca. Thế rồi nói, sao mày lại dạy gái thế hả em? Thôi đưa nó về. Ha 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 ha.